Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Long Nguyễn Garden. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái vườn dưa bợ nhà mình. Vườn dưa bợ nhà mình này trồng được khoảng hơn 2 tháng rồi. Đó. Thì cây bắt đê rồi, bắt đầu ra những cái bông hoa cái đầu tiên. Đó, các bạn thấy cái bông hoa cái hay không? Đó. Nhưng vườn này thì hôm nay là mình thấy cái mùa này dưa bợ nhà mình khá là tã so với mùa trước. Đó. Cây dưa bợ này thì mình gieo, mình nhân giống là giống của Campuchia. Giống dưa này thì khá là ngọt, thơm, thơm mùi dưa bợ. Rất là thơm luôn. Bên luống này cũng thế, nhưng mà dạo này sâu nó ăn nhiều quá mà ít hoa. Đó, đây bông hoa cái nha các bạn. Bông hoa cái nó có cái đuôi to, đuôi phồng ở phía dưới. Những bông hoa cái giống dưa bợ này không phải thụ phấn. Thì ở đây nó sẽ có kiến, tại hoa nó nhỏ, nó sẽ có kiến nó thụ phấn cho những bông hoa này. Và chúng ta sẽ thu được những quả dưa bợ thôi. Đó là vườn dưa bợ nhà mình đó. Mình xin chào tất cả các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.